Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Mạnh Trường mừng sinh nhật Quý Tử, mới 9 tuổi đã là niềm tự hào của bố. Tổ ấm nam diễn viên Hương Vị Tình Thân sắp đón thêm thiên thần nhí thứ ba, nhưng anh vẫn vô cùng yêu thương cậu con trai thứ hai tên Bon. Mạnh Trường thường xuyên thể hiện niềm tự hào về bé khi không ngần ngại khoe thành tích nổi bật trong học tập. Mới đây, nam diễn viên đã cập nhật khoảnh khắc thắm thiết của hai bố con. Mạnh Trường gửi lời yêu thương tới Quý Tử nhân ngày sinh nhật 9 tuổi. Vốn được biết đến là mẫu đàn ông mê gia đình, nên trang cá nhân của nam diễn viên sinh năm 1985 tràn ngập những khung hình hạnh phúc bên bà xã xinh đẹp và hai con. Nhân ngày sinh nhật lần thứ 9 của Quý Tử, Mạnh Trường đã đăng tải ảnh kỷ niệm bên nhóc tì kèm lời chúc chứa đựng sự tự hào. Chúc mừng sinh nhật chàng trai tháng 11 của bố, chàng trai luôn cho bố cảm thấy rất yên tâm. Nam diễn viên rất tự hào về con trai của mình khi thấy bé ngày càng chăm ngoan và hiểu chuyện. Anh tự hào khoe con có thành tích nổi bật trong bộ môn tiếng Anh. Vừa đón sinh nhật 9 tuổi, Bon đã được khen ngợi điển trai giống hệt bố, thậm chí còn tuấn tú hơn. Cậu bé rất vui khi sắp lên chức anh trong gia đình. Bên cạnh học giỏi, Bon còn có năng khiếu chơi thể thao. Có thể thấy ông bố hai con dành rất nhiều tình cảm và sự chăm lo cho hai thiên thần nhí, khi mọi sự nỗ lực của anh đều mong muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp cho gia đình. Nhắc về hành trình sinh Bon, anh từng bộc bạch. 8 năm trước, cậu bé cất tiếng khóc chào đời. Vào khoảnh khắc bà xã lên cơn co thắt đầu dữ dội, Trường lo lắng bồn chồn vô cùng vì Bon khó sinh hơn chị Chít nhiều lần. Thậm chí không ăn được, chỉ hút sữa cầm hơi. Chưa kể tới đêm, bà xã không tài nào ngủ được do tác dụng phụ của thuốc tê bủa vây khắp cơ thể. Bon từng khó sinh và hành bố mẹ, lớn lên nhóc tỳ cao lớn và thông minh. Bon được bố cưng chiều hết mực khi liên tục bế bồng. Sau 9 năm chăm sóc, nhóc tỳ trổ mã khôn lớn và thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ. Không chỉ có chiều cao tốt cùng gương mặt bụ bẫm, nhiều nét tuấn tú hơn bố, mà Bon còn có thành tích học tập tốt. Dù còn nhỏ tuổi đã vinh danh khi nhận giải thưởng về tiếng Anh khiến Mạnh Trường vô cùng yên tâm và vui lòng. Trong mỗi chuyến du lịch, hai bố con cứ như hình với bóng. Bố mẹ Bon luôn hạnh phúc và là tấm gương sáng của con. Ba bố con Mạnh Trường tình cảm gắn kết. Trong những khoảnh khắc đỏ dáng cùng người bố nổi tiếng, thiên thần nhí tỏ ra chẳng hề thua kém khi liên tục đổi tư thế chẳng kém cạnh thần thái ngôi sao của Mạnh Trường. Phải công nhận, ghen trội nhà nam diễn viên khá mạnh khi nhóc tỳ mới 9 tuổi đã nổi bật trước máy quay. Thời gian sắp tới, tổ ấm của anh cùng bà xã sẽ có thêm thiên thần nhí thứ ba, và Bon từ sớm đã ra dáng anh lớn chăm chỉ và hiểu chuyện khi không ngại phụ giúp cũng như dành hành động quan tâm mẹ. Bạn có ấn tượng với con trai Bon của Mạnh Trường? Hãy để lại bình luận và cập nhật tin tức mới nhất về Sao Việt tại kênh Tin Mới Nhất nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.